Hello, xin chào anh em ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử bằng chat của mình. Thì cái video trước thì mình có quay lên là cái lúc mình đóng con chip á, đóng con chip IC công suất 5630B. Thì nói chung điện thoại nó hết pin anh em. Thì giờ quay trở lược lại ha. Với cái mặt này thì bây giờ mặt này ha, đầu tiên là thay IC công suất xong rồi thì nó bị một cái tình trạng là miếu miếu xịt đây nè, phần nhạc đó, nó bị nhỏ ha, tiếng nó ra rất là nhỏ. Rồi thì hôm và một cái bệnh là nó đang bị nên là khi mà mình cắm vào là nó sẽ chạy luôn ha, công tắc không có tác dụng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn hai cái bệnh ha, một là nhạc nhỏ, hai là công tắc không có tác dụng ha. Rồi thì ở cái phần nhạc nhỏ mình sẽ lấy một cái bo khác ha, cái này mình lỡ mình gáp vô rồi để mình hướng dẫn cho anh em ha. Rồi thì ví dụ như là cái bo này nó cũng tương tự thôi. Về phần nhạc nhỏ thì bây giờ anh em tiến hành anh em thử ha. Anh em tiến hành thì trước tiên là cái mấy cái volume này là bắt buộc phải kiểm tra rồi ha. Mình thường thường ít cái hư lắm. Nên anh em sẽ kiểm tra cho mình những cái con tụ nhỏ nhỏ như này. Nè, những cái con tụ này nè, ở đây nó sẽ có một con đây nè, là 4, thường thường là 4.7 ha, 4. Rồi đây một con nè, rồi cái mạch này thì cái con chỗ này nó là con dán ha, đây đây một con nữa nha, có còn cái mạch kia thì nó là cái con cắm. Nói chung anh em kiểm tra những con tụ nhôm này nè, đấy ha, đây giờ đây một con nữa, rồi đây một con nè, ở mạch này là dán ha nhưng mà mạch kia là chân cắm, giờ đây một con nữa ha. Rồi thì anh em kiểm tra bằng cách nào? Anh em dùng cho mình một con tụ 10 micro, con tụ chân cắm mình đó, anh em hàn vào hai cái chân, anh em hàn vào hai cái chân con tụ này song song nhau luôn nha anh em, hàn song song nhau luôn thì anh em ghim điện vô anh em test nha, anh em ghim điện vô hát thử cái ha, rồi không được thì tới con tụ tiếp theo hết hết dàn tụ mà không được thì bây giờ thay hết ba con 4558 này là chạy ha, nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng mà thường thường 4558 không bị hư, hiếm hiếm hư lắm ha. Rồi nó bị đó. Rồi cái trường hợp thứ hai là bây giờ là ghim điện vô là nó chạy luôn chứ nó không có bị giới hạn bởi cái công tắc này. Thì đây mình ghim điện vô thử cho anh em xem nha. Rồi nè, ghim điện vô là chạy luôn nè, Bluetooth nó lên luôn nè nha. Rồi nè, bật bên nào cũng vậy ha. Rồi thì nó sẽ bị một là cái chỗ cái công tắc nè, nó có hai cái sợi dây nhỏ nè, đưa đây nè là cái chỗ công tắc á, là xem chỗ này có bị dính chì không nha. Rồi nếu mà chỗ này tốt thì anh em tiến hành thay hai con này ha, thay hai con này. Đây thì mình sẽ đo. Đây mình sẽ đo cho anh em xem thử ha. Rồi để cái thang đo diode nè, rồi đo nè, anh em thấy con này nó bị chập nè, nè đấy, chân này cũng lên ha. Rồi nè, rồi ha. Rồi anh em tiến hành thay hai con đó. Rồi bây giờ mình đã có ghim điện rồi thì bây giờ trước khi thay là mình phải xả điện ha. Thì hai con này là nó để nó đóng mở ha, hai con này là để nó đóng mở, còn hai con kích là hai con ở phía trong này ha. Rồi rồi thì bây giờ mình vì cái video này mình nghĩ là cái bệnh này nó cũng khá là đơn giản thôi, nó ngắn ha, nên mình làm trực tiếp luôn, không cần phải ngưng video ha. Đấy. Rồi thì bây giờ đầu tiên cái mỏ hàn phải nóng mới được nha anh em. Thì cái mỏ hàn của mình nó không nóng lắm, thì một chút xíu ví dụ như thiếu gì mình có biện pháp khác nha.
Rồi đây mình cho chị vô nè. Rồi. Cái này mình hút ra ha. Cây hút chị cũng phải cho mạnh nữa mới được nha anh em. Đây đồ của mình nó qua Tết mình chưa kịp sắm lại đồ đồ mới ha, đồ nó cũng hư hết lỗi hết rồi. Quan trọng là hai chân người này, tại vì hai chân người này, hai chân có miếng nhôm nên là khó hút lắm nha, nó giải nhiệt rất là tốt. Rồi chỉ cần hút được kia thôi, còn cái chân nhôm này thì mình bẻ ra luôn. Đây mình bẻ ra nè, rồi mình gà mẫu hàng ha. Rồi mình bẻ ra gà mẫu hàng nè. Ừ. Là gà ha. Ở đây thì này là một, đây là cái con diode nè. Còn đây là hình như là con MOSFET. Mình nghĩ là chết diode chứ không phải, là chết con MOSFET, nghĩ là nó còn ha. Rồi, lấy một hồ đo thử. Rồi, rồi. Diode nó còn nha nè. Diode còn một một có phép thì chết rồi nè. Nè. Ừ. Rồi này anh em có thể gắn lại IF3205 cũng được ha. Rồi mình thì mình có cái bo sát. Cái bo sát của ship nó bị gãy mới thành sát thôi. Ừ. Rồi mình lấy cái này mình đắp qua cái là xong rồi, không có cần phải rồi em kiểm tra trước khi gắn vô ha. Vô nè. Rồi tốt rồi, ok nó không chập nè, là được rồi. Rồi cái này tốt nè, rồi mình cắm vô rồi. Yeah.
ăn cá chiên trụ chứ, cho nó nằm đúng vị trí sát xuống nhìn cho đẹp chứ, cho không gì chứ. Rồi này nếu mà như mà mình hàng không nổi á, mình dùng thêm cái máy máy khò nữa, mình chợ cái độ nóng cho nó là vô tư anh em. Rồi tháng 2 chứ mình hàng tạm bợ vậy thôi ha. Để bữa nay mình sẽ hàng lại sau để anh em phải đợi lâu ha. Rồi bây giờ để trên cái miếng nhựa này để nó đừng có bị chập ha. Rồi bắt đầu phải cắm điện vô ha. Rồi để cắm cắm điện vô rồi. Rồi ha, ok ha, đây nè. Bluetooth nó nghỉ lên này nè ha, mình on nè, đấy mình on nó mới lên ha, đó. Rồi tắt thì thôi, tắt là tắt nè, on là sẽ lên, rồi ghim dây lo vào thử ha, rồi on lên nè, nhấn lên. Audio input. Đây, chuyển Lower rồi, vậy là ok ha. Rồi video này xin kết thúc nha anh em, chào anh em.